Ngôi nhà 100 tỷ. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về bà Edie Macefield, sinh năm 1921 tại bang Washington, nước Mỹ. Cả cuộc đời mình đã sống ở thành phố Seattle này. Từ khi mẹ qua đời, chỉ thoáng chốc mà mình cũng đã là một bà lão rồi. Hình như càng già đi, người ta lại càng cảm thấy cuộc đời thật ngắn ngủi. Sau khi hoàn thành số liệu dài rộng dãy phố này, chúng ta sẽ đo chính xác từ ngôi nhà. Mấy năm nay tôi thấy họ cũng đo đạt suốt. Có chuyện gì vậy nhỉ? À, chuẩn bị có kế hoạch giải tỏa cả khu phố này đấy. Anh cháu đang làm ở công ty bất động sản này mà. Hả? Cậu nói rõ hơn xem. Giám đốc công ty đó là một chuyên gia phát triển bất động sản. Ông ấy muốn xây dựng một trung tâm thương mại. Ra là thế. Vậy căn nhà của tôi cũng bị giải tỏa hả? Giá cả họ đền bù cũng hợp lý. Chúng ta cũng nên di dời khỏi đây. Khu này mật độ giao thông ngày càng gia tăng, ồn ào lắm. Thôi thôi, mời các vị đi cho. Tôi không chấp nhận chuyện di dời đâu. Dạ thưa ông, các hộ trong khu dân cư đều đã chuyển đi rồi. Chỉ còn một bà lão là nhất định không di dời. Cậu nói rõ hơn xem. Theo sự đo đạc kiểm tra thì ngôi nhà này có tuổi thọ hơn 100 năm, giá trị lớn nhất là 8.000 đô la. Trong đó đất xây dựng có giá trị lớn nhất là 100.000 đô la. Vậy thì hãy trả bãi lên mức giá 1 triệu đô la đi. Thưa ông, 1 triệu đô có thể mua được cả biệt thự cao cấp. Mức giá đó quá cao so với một ngôi nhà cũ. Bà ấy có thái độ như vậy nhất định là vì muốn câu kéo tiền đền bù. Tôi không muốn dây dưa thêm. Cậu hãy đi giải quyết ngay đi. Bà ấy vẫn nhất định không tiếp chuyện ta. Bà Edith, ông chủ của chúng tôi đã tăng lên mức giá 1 triệu đô. Bà hãy suy nghĩ lại đi chứ. Thật là gan góc hết sức. Nhưng tôi không nghĩ bà ấy chịu đựng nổi tiếng ồn khi đội phá dỡ đến đâu. Bà ấy vẫn không kêu than, im lìm trong nhà. Chúng ta phun nước ngập vào đó xem. Dừng lại ngay đi. Các người đang làm gì vậy? Chúng tôi chỉ muốn phun nước cho đỡ bụi thôi. Nếu bà thấy phiền quá, bà có thể chuyển đi. Dù các người có làm gì, tôi cũng không bao giờ chuyển đi khỏi ngôi nhà của mình đâu. Bà ấy thực sự chây ì đến vậy sao? Được rồi, hãy đưa tôi đến. Ông là chủ dự án đúng không? Ông xây dự án là việc của ông, còn tôi có quyền ở lại ngôi nhà của mình. Chính phủ này luôn bảo vệ quyền tự do cá nhân. Thật sự tôi rất thấy ái ngại vì việc phá dỡ ồn ào chúng tôi gây ra. Hãy xem cách nhân viên của ông cố tình phun nước vào làm úng cỏ vườn nhà tôi đi. Tôi sẽ giải quyết việc đó ngay bây giờ. Để chúng tôi giúp thưa ông. Thưa bà Edith, nước đã rút hết rồi. Cũng tại vì các ông cả thôi. Quần áo tôi lấm lem cả rồi. Bà có thể cho tôi mượn một chiếc khăn lau khô không? Cảm ơn bà. Ngôi nhà của bà thực sự rất đẹp. Nhưng còn mức giá đền bù thì... Tôi không quan tâm đến chuyện tiền nong. Ngắm cảnh lại nhớ đến người. Tôi và mẹ tôi đã sống với nhau trong ngôi nhà này có tuổi thọ hơn 100 năm rồi. Bà không còn người thân nào khác sao? Đứa con trai duy nhất của tôi cũng đã qua đời. Với tôi, ngôi nhà này, con phố này chính là người thân của tôi. Tôi chỉ có một tâm nguyện trước khi rời thế giới này. Đó là từ biệt tất cả mọi người trong chính ngôi nhà này. Giống như mẹ của tôi năm xưa vậy. Cảm ơn con gái. Cảm ơn mọi người đã ở đây tại ngôi nhà này vào giờ phút cuối cùng của tôi. Edith à, rời khỏi thế giới này, mẹ chẳng còn luyến tiếc điều gì nữa. Dù mẹ đi rồi, nhưng góc bàn ăn thân quen kia, nơi luôn đầy ắp tiếng cười của gia đình ta,
khung cửa sổ đầy nắng vàng, vườn cỏ ngát xanh ngoài hiên vẫn sẽ ở lại mãi cùng con, như chính mẹ còn hiện hữu. Con đừng buồn rầu, mà hãy sống thật hạnh phúc. Đối với tôi, căn nhà này, từng góc nhỏ nơi này, chiếc giường gỗ, khung cửa sổ quen đầy nắng vàng kia chính là mẹ của tôi. Bà vẫn luôn ở đây mấy chục năm theo dõi tôi. Rời khỏi nơi này tôi không sống nổi đâu. Tôi hiểu, ngôi nhà này đối với bà chính là mẹ, là kỷ niệm vô giá. Không thể tin nổi, ngài Barry Martin đã cho sửa lại thiết kế dự án trung tâm thương mại. Ba mặt của nó vây quanh ngôi nhà bà Edith. Ồ, sao Martin chỉ vì một bà lão mà biến công trình lớn của mình thành thứ kỳ cục chứ? Ông Martin à, chắc ông đã thấy phiền hà lắm vì một bà lão gàn dở như tôi. Không đâu thưa bà, tôi coi bà như người thân của mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn ngài Martin. Tâm nguyện cuối cùng của tôi cũng đã được hoàn thành. Tôi giao lại quyền sở hữu ngôi nhà cho ngài. Chúng tôi rất kính phục bà. Bà là người sống đúng với những suy nghĩ, quan điểm và nguyên tắc mà mình đặt ra. Trong dự án của tôi vẫn giữ lại một ngôi nhà cũ đặc biệt. Chủ nhân của nó là bà Edith đã qua đời. Người nhất định không muốn di dời khi dự án của tôi khởi công, vì không thể rời xa căn nhà kỷ niệm của mình. Giờ thì không chỉ riêng bà cụ nữa, với tôi, với các bạn, ngôi nhà đặc biệt của cụ thực sự có giá trị bảo tồn. Nó sẽ khiến mỗi người dân nước Mỹ suy nghĩ về tâm niệm đời người. Quý vị đến đây có thể mua một viên gạch khắc chữ lên đó, viết lên theo mong muốn của mình. Có lẽ vì câu chuyện này mà quảng trường phía trước trung tâm thương mại được đặt tên là quảng trường tâm niệm. Câu chuyện về ngôi nhà đặc biệt và cách ứng xử của ông chủ dự án kia đã nhanh chóng lan rộng khắp nước Mỹ. Người ta đến tham quan khu trung tâm thương mại này ngày càng đông, ngay từ khi nó còn chưa mở cửa hoạt động. Chính sự chân thành, biết cảm thông của ông chủ dự án đã giúp ông hóa giải điều tưởng như là cản trở, khó khăn. Bức thư pháp đẹp nhất. Ta rất ưng bức thư pháp này. Muôn tâu hoàng thượng, điều gì làm ngài chưa hài lòng vậy ạ? Người xem, bức thư pháp này ta mới viết, ta thấy chưa thật ưng ý. Người nghĩ sao? Dạ, tài thư pháp của bệ hạ xưa nay khó ai bì kịp. Thần thấy bức thư pháp này là một kiệt tác có 102. Nét bút thần rồng bay phượng múa. Đúng là chỉ có những bậc thánh nhân mới có thể viết được thế này ạ. Và ngươi thật khéo nịnh nọt. Tiếc là không am hiểu thư pháp để có thể cùng ta đàm đạo. Vi thần tài mọn thật không dám. Hôm nay hoàng thượng không phải thích diệu, chi bằng cho gọi vương quân vào hầu. Giờ này vi thần đoán ông ta cũng đang mải mê với những bức thư pháp. Nếu được thánh thượng triệu vào cung, chắc là cũng vui mừng lắm. Phải rồi, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Mau cho triệu vương quân. Muôn tâu hoàng thượng, vương quân xin triệu kiến ạ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vương quân miễn lễ, mau lại đây ngồi xuống, không cần hành lễ như vậy. Thần không dám vô lễ. Hôm nay ta cảm thấy trong người rất phấn chấn, nên muốn cùng người đàm đạo thư pháp.
ta biết ngươi là một bậc thầy viết thư pháp. Vậy hôm nay ngươi hãy thể hiện tài năng của mình cho trẫm xem. Vậy vi thần xin được mãn phép, vi thần tài mọn, xin hoàng thượng chớ chê cười. Quả là danh bất hư truyền, nét bút rất đẹp và có hồn. Ta cũng muốn viết thử một bức để nhà ngươi góp ý xem sao. Dạ, đội ơn hoàng thượng, vi thần tài mọn không dám nhận lời khen của người. Xin hoàng thượng hãy hạ bút để chúng thần được chiêm ngưỡng ạ. Khởi bẩm hoàng thượng, bức thư pháp của người nét chữ khỏe khoắn rất có hồn, quả là phong thái của bậc quân tử, vi thần rất lấy làm ngưỡng mộ. Trẫm và Khanh đều là hai người có tài nghệ thư pháp cao, nhưng rốt cuộc là tài thư pháp của ai cao hơn đây? Khởi bẩm bệ hạ, thư pháp của thần có thể được coi là nhất trong bậc thần dân, còn thư pháp của hoàng thượng xứng đáng đứng đầu trong bậc vương giả. Thì ra, ngươi không chỉ có tài thư pháp mà đối đáp cũng rất thông minh nữa. Cách để mạnh mẽ.
cứ từ đời này qua đời khác, chim ưng mẹ vẫn dạy con như vậy. Dòng họ chim ưng ngày qua ngày vẫn phát triển và ngày càng trở nên mạnh mẽ. Đó chính là quy luật đào thải của tự nhiên. Chỉ có người giỏi nhất mới có thể tồn tại được trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!